I'm not in a very good mood today, so please just sit down and be quiet, okay? 我心情不好，别吵了。啊，跟你讲啊，就是生老病死就是这样，给人家那么痛苦。啊、uh,，How many Chinese? Right hand? Chinese？中国人？Okay. Ah okay I say, no matter if you practice any kind of religious meditation or any kind of method, it still feels very painful when you have to separate from your loved ones, but at least.

知道生老病死免不了，还是同样很痛苦的。你们以后是这样：如果自己知道身体生病了，就不要旅行，听懂吗？嗯，第一会增加我们那个病状。第二就会也许如果传染的话，就对别人不好，了解吗？啊，不要认为来这边然后。 嗯，uh, 师傅会替你们那什么呼啦呼啦喝，那这样就病好，不是这样，不能这样有那种概念啊。世界是有世界的做法，OK。I said if you know you sick, even with just a mild symptom, you have to go to see the doctor before you travel, OK? Because if you travel when you're sick, then you aggravate your symptoms and you get more sick. Because when you travel outside of your familiar situation, the energy is different. You're not used to it. It takes some time so you get used to it. And if you are sick, then it makes you more sick. Number one. Number two, if you really have some kind of infectious disease, you might infect other people. King ma understand. sư phụ nói là nếu mình biết mình bệnh á bệnh một chút thì cũng đừng có nói là oh, một chút tôi hết liền chưa chắc đã hết nha bệnh mà tới nỗi mà kêu bằng đã mửa ra đó if you already vomited several times that means you have some problem okay infection or some grave damage to your internal organs already you have to go see a doctor you cannot travel you cannot come here and say master will heal me i don't do such things Okay, I don't hula, hula up, and then just cure everybody. It depends on your karma. It depends on whether it's time for you to go or not go, okay? I cannot stop you from dying because this is the fate of everybody. We have to be born, and then you have to get old, <laughs> then huh, you're sick, and then you die, including myself. I don't want to change that. <laughs> i don't know about you i don't want to continue living here forever there's nothing here in this world worthy for me to continue to stay forever except that i feel sorry for the humans dilemma and i want to help them as much as i can but these people should also have affinity with me okay and if I go, I know there's another master who will come to take care of you. That's different, okay? Otherwise there's nothing much here for us to really want to linger longer. Hmm? So if you're sick, you just stay home, okay? Take good care. Check up with the doctor to see what kind of sickness you have, especially if you vomit or have diarrhea. That is serious, okay? Here we don't we don't advise people to travel when they're sick. Remember everybody knows, right? Or not? Yes, you know or not. Hả? Các bạn có biết không? Sức khỏe thì không cần dùng lại, không cần dùng lại. Sư Phụ có nói vậy không? Không cần dùng lại, được không? Vì trang dự tư chí không tốt, tư biến cũng không tốt. Tôi nói rằng… là Sư Phụ nói là bệnh thì đừng có tới, hiểu chưa? Hồi đó giờ đã nói bao nhiêu liên lạc viên rồi. Những người nào bệnh thì đừng để họ đến đây, hiểu rồi, OK. Đến đây thứ nhất là làm cho bệnh tình của mình nó tăng gia, thứ hai có thể truyền nhiễm tới mọi người khác như vậy không tốt. Quý vị đến thì sư phụ rất là hiếu khách, chỉ nhiên chăm sóc quý vị, à, nói chuyện cho quý vị nghe hoặc là à, nói vài ba và câu giáo lý chưa chưa? À, chứ đâu phải sư phụ cổ động quý vị đến đây để làm cái gì? sư phụ đã nói rồi cái chỗ này không có được xây các nhà cửa gì hết á. Mới lúc đầu sư phụ chỉ mua cho Tại vì có nhiều người theo sư phụ xuất gia không có chỗ họ cho họ ở đó. Mua cái miếng đất nhỏ, không phải cái miếng này hồi xưa chưa có mua đâu. Từ chỗ này lên đến cái chỗ bên đường đó chút về thôi à. Hiểu chưa? Ừ. Hồi đó có mấy con gà chạy tới chạy lui không ai ở đó. Không nước, không non, không điện, không gì hết đó. Thành ra, à, sư phụ đâu có muốn quý vị đến đây để mà thấy khổ cực quá, sư phụ cũng không muốn. À, nhưng mà muốn mua những miếng đất khác thì mua hoài không được cái lúc mưa sắp được rồi cho có người ta phỏng tay trên à. ví dụ như vậy quý vị nghĩ là sư phụ có thể dùng thần thông này cái nào không có được vậy đâu hiểu không sư phụ phải dùng sức lực mình để làm việc bất cứ việc gì cũng vậy hiểu không ừ. đừng có nghĩ sư phụ là dễ dàng muốn cái gì được nấy không phải vậy đâu hồi xưa nếu ta lại niệm minh lại cho bên chuyển lâu 不能盖，以前我就买一块小小的，从从这个后面到那个路边那里而已，那么小小那块，这边本来没有，后来人越来越多才有了才能的，也不是买下来的住的，懂不懂？住不过可以永久住，好像目前是这样的啊。然后大家都认为师傅要什么就行，不是这个世界，不是我世界，我不是要什么就有什么。 我要什么的话，不是你们要什么，我要自己用自己的本人的那个物质身体的力量处理的。本来要买好几块地，好几次买不到。如果呃，本来就快的要买，结果有别人都出多一点价钱，在我们后面卖掉了。比方说这样子，好几次了啊，我不是不想买更好的给你们。 就看你们，也是看大家福报啊，不是说我一个人能够懂吗？嗯，已经生病了，如果拉肚子、的吐，就表示说严重了，不能隐瞒那个联络人员，然后自己跑过来，认为师傅会救他病，不能这样了。OK？呀、yeah,，不能，我自己生病我也找医生的。OK？何必嘛？了解吗？嗯，有时候打坐那个什么来不及，就已经往生了，不是 世界物质的地方是用物质的方法治疗，OK 哈、huh?？真的没办法的时候才祈祷那个上天帮忙，了解吗？哎，有时候灵的，有时候不灵的，因为你们业障太多，不是那个时候应该往生的，没有人挡得了了，所以求也是这样而已，知道吗？OK。I say that if you're sick, you go to see a doctor. You don't come here. You don't um, cover up your sickness so that the contact person will let you come here. This is the last time I tell you all the contact persons. You go home, tell all contact persons anybody who has sickness cannot come. Before you come, you should really use your honor to swear that I'm not sick. So far, I know I'm not sick. Not coming here. to make for yourself more trouble and maybe you infect other people. Cho nên quý vị bệnh á, hay là biết người nào bệnh thì biểu họ từ từ đi, mai mốt sẽ qua, hiểu không? Ừ. Nhưng mà khổ nổi là như vậy. Thí dụ như người đại lục, á, cái lúc nào họ nhận được visa là họ đi thôi, chứ không thể đợi nó À thôi để cái này visa mai mốt tôi đi. Thành ra họ đi, cái nhiều khi cái trường hợp rất khó khăn. À, được visa rất là khó khăn, được cái chiếu kháng á phải không chiếu kháng không visa rất là khó khăn cho nên họ được họ đi liền à, nhiều khi không không muốn nói cho liên lạc viên biết là mình đã bệnh nếu bệnh mà đã đến mửa ra hoặc là đau bụng này kia đó là, là là, có thể là bị vi trùng khởi nặng á hiểu không cho nên khi nào thấy cái triệu chứng bệnh liền thì thôi đừng có đi nha à, đi làm phiền cho những người khác rồi có thể là truyền nhiễm cho những người khác hiểu không à. thường thường quý vị đi qua phi trường hả có nhiều người họ đeo cái gì đó khẩu, gà, khẩu... Che. khẩu... che miệng đó mà à. À, à. những người cảnh sát hay là những nhân viên chuyên nghiệp họ đứng đó họ đợi mình á không họ đo cái nhiệt độ coi mình có bệnh này không đó nhưng mà không phải nhiều khi họ làm đâu phải lúc nào cũng hoàn toàn được hiểu chưa cho nên nếu mình biết mình mà bỏ bỏ nhức đầu hay là đau bụng mà mửa này nôn mửa là là đừng có đi hiểu chưa đừng có đi đâu hết á không phải là đừng có đi đây thôi mà đừng có đi chỗ khác luôn á thí dụ muốn đi hồng kông hay chỗ khác cũng đừng đi đình lại đi không có gì quan trọng mà để mình phải mạo hiểm cái tánh mệnh của mình hết hiểu chưa à, mai mốt đi nhưng mà ý sư phụ nói thí dụ như những người đại lục ấy, xin hộ kháng rất là khó khăn cho nên nếu họ được á, là họ đi liền họ không có, có nghĩ gì hết á. Rồi có nhiều khi nghĩ qua đây sư phụ sẽ giúp họ chữa bệnh nè. Tôi đâu phải bác sĩ hồi nào đâu, tôi hồi nào tôi nói tôi bác sĩ đâu. Có nói không? Ừ. À. Không, tôi đau tôi cũng đi bác sĩ như thường. Chi cho mất công vậy hả? Uống vài viên thuốc hết liền. Chi mất công ngồi đó mà cầu nguyện rồi. <laughs> Thấy không? Để cái thời giờ mình ngồi thiền để cho mình giải thoát.